nhân sinh cha và con và thánh thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta bước sang Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên. Chủ nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự xét mình, để rồi chúng ta đáp trả câu gọi của Chúa Giêsu mà một người Do Thái đến hỏi, đó là ai được cứu rỗi, hay nói cách cụ thể ai được lên thiên đàng. Đó là vấn đề và là thắc mắc của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta cứ tưởng rằng đi theo đạo từ đầu đến cuối, chúng ta nắm chắc phần thưởng ở trên nước trời. Do đó bài tin mừng hôm nay, người sau hết sẽ lên hàng đầu, và người hàng đầu sẽ là người cuối. Vậy thì thưa các ông bà anh chị em, chủ đề hôm nay đặt ra câu hỏi: tôi có được cứu rỗi hay không với đời sống hiện tại của tôi ngày hôm nay? Trong thánh lễ chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Luca, linh hồn Vi Sơn mới qua đời, và cũng xin ông bà anh chị em cầu nguyện ông Chắn có đứa con trai mất tích 2-3 ngày hôm nay chưa có tin tức gì hết. Vậy thì xin cộng đoàn chúng ta cầu nguyện để cho gia đình cách này cách khác được biết tin càng sớm càng tốt. Đó là điều mà tất cả cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho ý đó của ông Chắn, con trai của ông mất liên hệ từ 3 ngày này rồi. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho. Để xứng đáng thực hành thánh lễ Chủ nhật, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Thôi thôi nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các anh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thiên Chúa trên các tầng trời, ngàn ngày thế xa người hiền thần, chúng con chúc tụng Chúa. Chúa,
Thiên Chúa là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa do tội trần gian, xin thương xót chúng con. Tội trần gian, xin nhâm đời chúng con cầu khẩn. Có Chúa là Đấng, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa ưa, để dầu sông giữa cảnh thế dư thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng. Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ. Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi Châu và Lydia, là những dân thiện xạ, đến Ý Đại Lợi và Hy Lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về ta và chưa thấy vinh quang của ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa. Họ cưỡi ngựa, đi xe, đi võng, cưỡi la, cưỡi lạc đà, đến núi thánh của ta là Jerusalem, khác nào con cái Israel, mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa. Chúa phán như thế: Trong những dân đó, ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lê Vi. Chúa phán như vậy vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như ta tạo thành trời mới, đất mới, đứng vững trước mặt ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi cũng sẽ bền vững như vậy. Đó là lời Chúa. Thank you.
bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: hỡi con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi người của trách con, vì Chúa sửa dạy ai là kẻ người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái, vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Ngày nay hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ hơn là nguồn vui, nhưng sau này nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bùn rộn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Bây giờ chủ ngươi mới hỏi rằng: chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài, và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các người ấy rằng: ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac và Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng, và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến,
trong đời sống hàng ngày, ông bà anh chị em, ai trong chúng ta cũng muốn sống được hạnh phúc, ai trong chúng ta cũng muốn có nhà cửa êm ấm, công ăn việc làm thuận lợi, cuộc sống càng ngày càng khấm khá. Và ai cũng muốn con cái được nên tốt, có địa vị trong xã hội, có công ăn việc làm. Đó là mong muốn tự nhiên của con người, nhân loại chúng ta. Rồi những người Công giáo, những người đi theo đạo Công giáo cũng mong mỏi rằng khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta sẽ được vào thiên đàng hay được vào nước trời. Đó cũng là mong muốn của tất cả mọi người Công giáo chúng ta. Khi đi vào đạo Công giáo, ai cũng mong muốn chúng ta được lên thiên đàng. Đó là mục đích cuối cùng của mỗi người trong chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay tin mừng mà chúng ta vừa nghe, có một người đến hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chỉ có ít người được cứu rỗi, có phải không?" Bởi vì người Do Thái quan điểm rằng chỉ người Do Thái mới được cứu độ, còn dân ngoài thì không. Đó cũng là vấn đề đặt ra từ xưa cho đến nay và có lẽ đến tận thế. Cái câu hỏi ai được cứu rỗi? Nhất là những người Công giáo chúng ta khi vào đạo cũng mong muốn được cứu rỗi. Vậy thì ai được cứu rỗi? Tất cả mọi người được cứu rỗi hay là không? Chúa thì mong muốn khi sai con của Ngài là Đức Kitô xuống trần gian, cũng mong mỏi tất cả mọi người được ơn cứu độ hay là được cứu rỗi. Ta muốn cho mọi người về cùng một đàn và một chủ chăn. Đấy, Chúa Giêsu cũng mong muốn điều đó. Ngài cũng cầu nguyện với Thiên Chúa, lạy Chúa, xin cho chúng nên một. Đấy, một đoàn chiên và một chủ chiên. Chúa Giêsu cũng mong muốn cái điều đó và cầu nguyện với Thiên Chúa Cha ban cho Ngài hoàn thành sứ mạng. Bởi vì sứ mạng của Đức Kitô xuống là để cứu rỗi tất cả mọi người, không phân biệt màu da sắc tộc, giàu nghèo lớn bé, và Ngài mong muốn tất cả mọi người được cứu rỗi. Nhưng trong bài tin mừng hôm nay, để trả lời cho câu hỏi của một người đến: "Thưa Thầy, vậy thì chỉ ít người được cứu rỗi chăng?" Chúa không trả lời có hay là không, nhiều hay là ít, mà là Chúa đưa một cái câu đặt ra: chỉ những người đi vào cửa hẹp thì mới được cứu rỗi. Thưa quý ông bà anh chị em, cửa hẹp là như thế nào? Cửa hẹp là một cái cửa rất là nhỏ, phải lách, phải lươn tìm cách để qua cái cửa hẹp đó. Vậy thì những người béo tốt mập mập không vào được hay chăng? Hay là chỉ những người gầy ốm mới vào qua cửa hẹp, với chui qua cửa hẹp đó được chăng? Thưa quý ông bà anh chị em, thưa, những người ốm yếu là những người sống khiêm tốn, là những người luôn luôn làm điều lành, là những người luôn luôn hướng về Chúa, xa tránh tội lỗi, sống đẹp lòng Chúa, dù có phạm tội nhưng ăn năn sám hối. Đấy là những người ốm yếu
sẽ qua cửa hẹp. Còn những người mập béo, đó là mang những đồ cành càng, tính hư nết xấu, cờ bạc rượu chè, trai gái, đấy, ăn trộm ăn cướp giết người, không biết Chúa là gì hết, đời sống hoàn toàn xa rời tình thương của Thiên Chúa, chỉ biết lo cho mình mập béo thôi, đó là tiền tài danh vọng của cái vật chất. Vậy thì những người đó làm sao mà vào qua cửa hẹp được? Thưa quý ông bà anh chị em, do đó Chúa đặt ra vấn đề là muốn vào nước trời thì phải qua cửa hẹp. Ấy, cửa hẹp là những người nào mới vào được thì tôi đã gợi ý với ông bà anh chị em. Rồi tin mừng tiếp theo, những người đến trễ, người ta nói 7 giờ cửa hẹp sẽ mở và một thời gian nào sẽ đóng lại. Những người đến trễ lo còn quên vén tiền bạc của cái, hay là chuyện này chuyện kia, đến trễ. Khi đã đến trễ rồi cửa đóng lại thì gõ cửa, xin ông mở cửa cho chúng tôi vào. Thì tiếng vọng ở trong trả lời rằng: tôi không biết các ngươi từ đâu mà tới. Thưa quý ông bà anh chị em, rồi ở ngoài cửa năn nỉ: tôi thân quen với ông mà, tôi cùng ăn uống với ông mà, tôi cùng nhậu nhẹt với ông mà, chúng tôi cùng thế này thế kia với ông mà. Không, ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Thưa quý ông bà anh chị em, đấy, đấy là vấn đề đặt ra cho quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta suy nghĩ. Bài tin mừng hôm nay mời gọi tất cả mọi người tín hữu chúng ta phải đặt vấn đề cuộc sống của mình ngày hôm nay: nếu Chúa gọi tôi sẽ như thế nào? Được hưởng hạnh phúc hay là bị loại trừ? Đấy là vấn đề đặt ra, và đấy cũng là câu hỏi để mỗi người chúng ta trả lời trước mặt Chúa. Đừng tưởng rằng tôi là đạo dòng đạo gốc thì tôi nắm chắc phần thưởng hạnh phúc nước trời. Không có đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Kết luận của tin mừng: người sau hết sẽ nên trước hết, và người trước hết sẽ nên sau hết. Những người tân tòng, những người mới vào nào, họ sống tốt, họ sẽ lên thiên đàng trước chúng ta. Còn chúng ta là đạo dòng đạo gốc, nhưng mà đời sống không tốt chút nào hết, không xứng đáng hằng hưởng hạnh phúc nước trời, thì sẽ bị loại trừ. Thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng hôm nay là một bài học cho mỗi người công giáo chúng ta, nhất là trong hoàn cảnh hôm nay. Vật chất đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đầu tư thời gian, sức lực, sức khỏe vào công ăn việc làm, vào những chuyện đời mà không dành hoặc đầu tư thời gian cho Chúa. Đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, sống bác ái yêu thương, đó là những điều căn bản cần thiết cho người tin hữu chúng ta. Và đó cũng là chìa khóa mà chúng ta được vào mở cửa thiên đàng. Mong rằng bài học hôm nay mời gọi mỗi người công giáo chúng ta suy nghĩ cuộc sống hôm nay: nếu Chúa gọi tôi có được về nước trời hay không? Mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính đời Chúa Trời.
cả xóm và cả thế. Tôi tin tưởng đến Chúa ban tặng, tôi tin có hội thánh đang có ở tận thế này và thánh tâm công. Tôi tin phép các rồi, tôi tin rằng loài người ngày sau sống lại. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Hội Thánh luôn mời gọi con cái mình hiên ngang sống đức tin. Chúa đã thương ban, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thể hiện niềm tin của mình qua những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ở bất cứ thời đại nào cũng đều có người thành tâm thiện chí đi tìm kiếm Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ những ai đang trên con đường tìm gặp gỡ người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy phấn đấu đi qua cửa hẹp mà vào. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng chỉ khi đi vào con đường hẹp của tin mừng, con đường đòi hỏi nhiều hy sinh gian khổ, họ mới có thể đi tới sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu nói, chỉ những ai thi hành thánh ý của Chúa Cha mới xứng đáng vào nước trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết hết lòng tuân giữ lời luật của Chúa, nhất là luật bác ái yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chỉ nguyên danh xưng Kitô hữu chưa đủ bảo đảm cho chúng con vào nước trời, vì chúng con còn phải sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận nữa. Vậy xin Chúa củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện, đấy lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Thật là sinh đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cô, khi chịu khổ hạnh đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ coi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và công ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế trong cơn này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn về ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu dâu ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lời Chúa, kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận cho tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho nên rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Men cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô và Đức Giám mục Phụ tá Giuse chúng con và toàn thể hằng giáo sinh. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Luca, linh hồn Vinh Sơn mới qua đời, và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong điểm hy vọng sống lại, và mỗi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào vương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse vạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lành Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nếu Cha chỉ đến thì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, chúng con như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con, xin Cha để chúng con sai chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn trong mọi phiên quan. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy đến đại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con xin mình cùng con cùng. Trên thiên chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn cho vị tôi gìn giữ vẫn sống dài đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, cho anh chị em đi bình an. Thank you.
thai tinh cực thai tự tuệ ra thánh Đức Bà Maria. Lời ông Thánh Giuse là Hạ Thân Sa Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh. Tu ương ban sư bằng yên. Lời ca thánh từ đạo Việt Nam.